chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba để ghế trang điểm này, ghế make up để mẫu nỉ nhung bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là dòng ghế ba đẹp bên mình mọi người ạ. Có hai màu nâu cà phê và màu nâu vàng nhé mọi người nhé. Hàng này thì ngoài hai màu này ra thì mình còn có 25 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhé. Ghế này thì có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm. Đây là chiều cao thấp nhất là 60 này. Các bạn muốn cao thì các bạn chỉ việc kéo lẫy lên là ok nhé. Cao nhất là 80 đi mọi người này, chuyên dùng cho ghế ba, ghế trang điểm này. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem này. Mặt ghế này là bọc ngoài là chất liệu nỉ nhá, đệm ghế rất chi là êm nhá. Tựa ghế này bên mình tặng ra những đường đính đá cách điệu rất chi là đẹp này mọi người này. Tựa lưng cũng êm ái nhá mọi người nhá. Đây mình xoay cho các bạn xem. Chân của ghế là kim loại mạ inox màu vàng nhá mọi người nhá. Ngoài hai màu này ra mình còn có hơn 25 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Ghế này còn chịu được sức nặng tầm 200 cân mọi người ạ. Đấy, thôi mình quay qua giới thiệu sản phẩm một đoạn nữa thôi. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.